Làm sao cho tụi nhỏ xin vào làm cho bảo hiểm KKK? Chắc khó anh. Cũng không khó đâu anh nông dân. Làm cho bảo hiểm thì cũng bình thường thôi. Mình làm cho nó chưa chắc gì lương đã cao. Tại nông dân biết sao không? Bảo hiểm thì nó cũng như là một cái công ty. Mình vô trong đó mình làm khâu gì? Mua bán bảo hiểm hay là gì gì thì nó cũng trả lương mình cũng bình thường thôi. Nhưng mà nó như thế này, thí dụ như mấy người mà đại diện cho hãng bảo hiểm đi bán bảo hiểm á, thì được ăn cái khuê hồng, cái phần trăm khuê hồng. Bởi vậy anh thấy không, đợt vừa rồi Việt Nam mình cũng rùm beng ba cái vụ bảo hiểm đó. Bảo hiểm nó ra cho mình, Vietrai không có làm trong ngành bảo hiểm nha, nhưng mà Vietrai cũng biết sơ sơ là như thế này. Thí dụ như là bây giờ cái hãng bảo hiểm, anh làm cho cái hãng bảo hiểm đó đi, anh vô anh làm ở bên đây. Nếu mà nó anh đi học nữa, nếu mà anh đi học anh có một cái giấy chứng nhận là anh đã từng học qua cái ngành bảo hiểm này kia kia nọ, có giấy chứng nhận của hãng bảo hiểm nào này kia kia nọ rồi, ok á, thì anh chính thức anh được đại diện cho cái hãng của nó. Anh mở một cái văn phòng anh bán bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà. Nói chung là khi mà anh đã đại diện cái hãng đó bán bảo hiểm rồi là bán đủ các kiểu, thì mỗi một cái phần bảo hiểm nó có một cái khuê hồng gì đó khác nhau, thì nó ra cho anh cái goal. Ví dụ như nó ra cho anh một cái mức là trong tháng này anh phải bán được bao nhiêu cái tài khoản bảo hiểm, bao nhiêu người mua. Nó ra cho anh mấy cái đó hết đó, anh phải tìm mọi cách anh đi anh dụ người ta mua đó. Chứ còn anh mà đại diện cho văn phòng của nó hả, mà anh chả có bán được cái gì hết, anh cứ cà lơ phất phơ kiểu đó là nó dẹp anh luôn. Anh phải xông xáo lên, anh phải đi kiếm khách hàng, anh phải dụ người ta đủ các kiểu đó. Anh phải nói sao cho người ta ok người ta mua, thì khi mà người ta mua bảo hiểm rồi, anh mà làm được cái đó càng nhiều khách hàng thì hãng bảo hiểm nó mới trả tiền cho anh nhiều. Cái ông bảo hiểm bên em cũng vậy nè, em mua mấy cái bảo hiểm nhân thọ rồi ba cái bảo hiểm gì, cứ lâu lâu ông gọi tới mét kêu giúp tao, mày giúp tao mua bảo hiểm này bảo hiểm kia bảo hiểm nọ, mua thêm bảo hiểm nhân thọ nữa đi để dành ở đó tùm lum tà la. Mà thôi thời buổi giờ khó khăn gần chết, mua cả đống gần chết à. Vậy cũng đúng rồi, đâu phải dễ ăn anh, đâu phải dễ ăn. Trầy da tróc giấy chứ đâu có đùa, mệt lắm. Làm cái gì mà mình đừng có bị phụ thuộc vô người ta nhiều quá thì ok. Chứ còn mà bây giờ đi làm công ty đồ cũng vậy, cũng căng lắm, kinh tế nó xuống cái hồi hộp lắm, mẹ không biết mình lên đường lúc nào. Ví dụ như đang yên đang lành vậy, quá công ty nó không có, nó bị mất đối tác, nó kiếm không ra đối tác, công ăn việc làm nó làm không ra, thì bắt đầu nó ra cái thông báo là trong vòng tháng này nó sẽ sa thải bao nhiêu ngàn người, nếu mà mấy công ty lớn nó sẽ sa thải bao nhiêu người vậy đó. Là bắt đầu mình mà làm trong công ty đó, bắt đầu mình cũng hồi hộp lắm chứ. Không biết có tên mình trong đó không, làm vừa run thấy mẹ luôn. Cuối cùng về Việt Nam mỗi tháng 500, sống phè 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 ca ca ca. Cái ông này ông luôn sư bu nãy giờ. Về Việt Nam 500 đô phè 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 hoài.
Nói gì nữa, mẹ Việt Nam về ở dưới anh mà miền Tây 500 đô một tháng là xài ngon lành hả anh nông dân ha. Việt Nam dễ sống, Việt Nam thấy vậy mà sống tà tà sướng. Bởi vì em nói á, có nhiều người ở Việt Nam á, nó cũng có nhiều cái thằng làm mấy người làm YouTube ở bên đây nè, có nhiều người làm YouTube ở bên đây nè, họ lên YouTube họ nói, ôi cha mẹ ơi, nó ca ngợi, nó tâng bốc ở bên Mỹ, bên Tây đồ ghê lắm, ai nghe cũng khoái, những người ở Việt Nam nghe 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 là khoái lắm đúng không? Mấy mấy người mà nếu như anh chị em mình ở trong nhà mình nè, mình biết rồi thì không nói, còn nhiều người á, em thấy ở bên Việt Nam còn nhiều người sao dễ tin, dễ dễ bị dụ, cứ nó nói là bên đây làm tháng sao ta 5-7 ngàn đô đồ này kia, chục ngàn đô cái gì 5 ngàn đô làm tà tà cũng kiếm được mấy ngàn đô rồi này kia khác, nhưng mà bà mẹ nó không có nói cái chi phí ra là bao nhiêu, nó không có nói là trong tháng đó nhà mình sống như thế nào, chi phí này kia kia nọ như thế nào. Lâu lâu mình thấy có em gái chị gái anh trai nào đó lên chia sẻ, bên đây thấy vậy chứ không phải như vậy, bên đây phải chi phí này, ăn uống xe cộ bảo hiểm, mình phải kể mấy đó ra, mà lâu lâu thấy những anh chị em nào lên chia sẻ ra là đù mà nó bay vô nó dập người ta rồi quá te tua luôn. Nó thấy nó dã man không đó, cho nên nó nói cái tiền làm vô nghe thì ham lắm mà nó không bao giờ nó nói cái tiền chi phí, thấy không? Người Việt mình nó cứ nghe là tại sao, tại em thấy hình như tại vì cái người Việt của mình ở Việt Nam á mình sống quen rồi, không có chi phí nhiều, từ nào cũng giờ sống có cái nhà, nhiều nhà lớn nhà nhỏ nhà cũ nhà gì không cần biết, đi đâu làm gì cũng về chui vô cái nhà, thấy nó không có phải chi phí trả tiền cho cái nhà nhiều, hay là nói về bảo hiểm ăn uống, nói chung là nó rẻ với cái số tiền từ nào đến giờ nó thấy nó không có nhiều. Khi mà nghe người ta kể lể là bên đây đi làm một tháng bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngàn vậy, nghe nó ham. Đầu tiên là nó đánh vô cái đầu mình suy nghĩ là wow, nhiều tiền quá, làm vậy đã quá. Nhưng mà nó đâu có nói cái tiền mà chi phí ra bao nhiêu đâu. Cho nên nghe thì khoái. Nói chừng qua đây làm rồi bắt đầu đuối, nhiều khi nó nhiều thứ nó tới quá, nhiều khi nó tới nhiều quá rồi cái chóng mặt bực quá lên than thở, ồ quá lên than thở là nó bay vô nó dập, toàn là mấy cái thằng cuồng á, cái đám mà cuồng ở bên này là giống như nhiều người đi qua đây rồi không có còn cơ hội để về nữa hay gì đó, nó cay nó dập. Giống như vừa rồi ở bên đây Vietrai cũng có theo dõi cái anh này ở bên Việt Nam, ảnh mới qua Mỹ, ảnh ở bên tiểu bang Washington ở Seattle á, ảnh qua đây đâu cũng 6 tháng à, qua đây cũng vài tháng thôi, mình theo dõi ổng, hồi đó mình có thấy ổng ở bên Việt Nam, ở cái ông này chắc các anh chị em bên Việt Nam biết nè, ông này tên là Phạm Quốc Lâm, Phạm Quốc Lâm hình như có quen với Bác Cầm, hình như có quen với Bác Cầm, Phạm Quốc Lâm, ổng qua đây được mấy tháng, ổng đi với vợ con ổng qua đây, thì bên Việt Nam thì ổng cũng thuộc loại cũng là thành đạt, cũng làm ăn đồ này kia cũng thành đạt cũng ok, nhưng mà ổng qua đây là tại vì mình hiểu ông này, mình hiểu ý ổng cũng hay lắm,
Ảnh cũng chia sẻ nhiều cái cũng hay. Ảnh qua đây là vì cha mẹ bảo lãnh thì cha mẹ già rồi, cha mẹ thì không muốn về Việt Nam. Ảnh qua đây để ảnh muốn qua đây ở gần cha mẹ báo hiếu. Thì ổng qua đây ổng mới thấy những cái gì ở Mỹ. Ông này thì phải nói là ổng rất là công bằng, hai bên bên nào tốt thì mới tốt, nào xấu ông nói xấu, đều hai bên giống nhau cả. Ổng qua đây ổng kể lể lên làm nói chuyện mỗi buổi sáng YouTube rồi nè, cái ổng nói về ở Mỹ này sao vậy đó. Đèo mè nó gặp cái thằng ở bên Minnesota, thằng này chắc hàng xóm với Bắc Cầm. Thằng này mình cũng thuộc, mình thấy thằng này cũng thuộc thuộc cái dạng mà bố láo chuyên môn đi kiếm những người mà nói cứ tối ngày nó rình ai mà nói xấu về nước Mỹ hay là nói cái gì không tốt về Mỹ, cái là đâu quá nó lên nó làm dữ, thì nó cũng bay vô nó dập ông này. Ồ, quá nó dập ông te tua mà ông này ông hiền, lên nó dập ông này kia kia nọ, rồi không biết ai lấy cái email của nó, tại vì nó lên nó thách đấu với ổng là nó muốn lên nói chuyện với ổng, nó đưa cái email của nó lên trên đó luôn thì ai cũng nhìn thấy cái email hết. Nó nói ổng muốn nói chuyện với nó, phản biện với nó, liên lạc cái email này vậy vậy. Ổng đâu có rảnh đâu, ổng làm mấy cái trò đó rồi xong rồi không biết cái email đó ai lấy á, mới viết một cái lá thư email lại, quá chửi nó tì xèo hết rồi, lấy tên của cái ông Lâm này luôn. Đâu mẹ làm bên kia nó tưởng đâu là ổng, nó quay qua nó lên mạng nó chửi ổng từ lơ tài lai hết rồi xong rồi cái ổng nghe ổng bức xúc ổng mới lên ổng nói thôi từ nay về sau ổng sợ quá rồi ổng dẹp luôn, hết dám nói về nước Mỹ đâu này kia đau khổ không còn là ba cái thành phần tào lao. Người ta thấy cái gì đúng sai người ta nói, quá nó lên nó làm quá trời quá đất. Mà việc Rai thấy ông nói đúng. Ông đó thì ông qua là ông thấy sao là ông nói vậy đó. Lên tám nhiều chuyện với anh chị em trong nhà mình, uống cà phê buổi sáng chủ nhật. Rồi bây giờ Việt Rai cũng chuẩn bị xuống live để đi làm công việc đồ này kia tí xíu rồi quay qua quay lại cũng tới trưa rồi. Chúc anh chị em Việt Nam ở Việt Nam mình ngủ ngon nha. Chuẩn bị cho tuần mới. Việt Ray chào hết cả nhà mình. Cảm ơn chị em rất nhiều.